Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của Bí quyết thành công trong khung giờ quen thuộc hàng ngày. Các bạn thân mến, trong nhịp sống vội vã hiện nay, nhiều người có ước mơ làm giàu trong một sớm một chiều là điều bình thường. Người trẻ khởi nghiệp, giàu sớm không lạ. Thế nhưng, những đại gia bắt đầu con đường làm giàu ở độ tuổi tứ tuần, ngũ tuần cũng không ít. Trong số đó phải kể đến tỷ phú người Trung Quốc, Tông Khánh Hậu. Ông là người sáng lập và giám đốc điều hành của Hansu Kahaha Group, một trong những nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống lớn nhất Trung Quốc với trị giá hàng trăm tỷ đô. Điều ấn tượng nhất về ông vua đồ uống này chính là ý chí bền bỉ và lối sống giản dị. Từ một người chỉ học hết cấp 2, quen sống trong nghèo khổ và khởi nghiệp khi đã ngoài 40, chẳng ai có thể tin được rằng Tông Khánh Hậu đã thành công và trở thành một trong những người giàu có nhất Trung Quốc. Khi được hỏi ông cảm thấy như thế nào về hành trình khởi nghiệp của mình, ông đã trả lời: "Tôi chỉ đang cố gắng tìm một lối thoát cho mình trong những năm tháng mà tôi không thể tìm ra lối thoát. Khi tôi già đi, quay đầu nhìn lại, tôi chợt phát hiện bản thân đã bước ra khỏi lối mòn. Trong cuộc đời quá nhiều điều tốt đẹp, tôi đã nắm bắt được một trong số những điều tốt đẹp đó. Như thế là quá đủ rồi." Hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay để hiểu hơn về chuyện đời vị tỷ phú được cho là đi lên từ đáy xã hội này có gì đặc biệt nhé. Biết đâu không chỉ tìm thấy cảm hứng mà còn là rất nhiều bài học bạn có thể thu nhặt để góp phần tạo nên sự thành công của chính mình thì sao? Có thể nói tôi từ đáy xã hội ngoi lên. Khởi nghiệp ở tuổi 42, làm việc 16 giờ mỗi ngày, dành hơn 200 ngày mỗi năm bôn ba trên tuyến đầu của thị trường. Với sức bền phi thường, một tay thành lập đế chế kinh doanh Kahaha trị giá hàng trăm tỷ đô, đồng thời cũng là chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Đồ uống Chiết Giang. Năm 2010, đứng đầu danh sách người giàu nhất Trung Quốc theo Hagrun Report. Tới tháng 5 năm 2020, xếp thứ 38 trên top 500 người giàu nhất thế giới, cũng theo Hagrun Report. Đó chính là những câu từ miêu tả chân thực và chính xác nhất về tỷ phú, người được mệnh danh là ông vua ngành nước giải khát của Trung Quốc, Tông Khánh Hậu. Thế nhưng, ít ai biết rằng tỷ phú Tông Khánh Hậu từng có thuở nghèo nàn và túng thiếu vô cùng. Sinh ra ở Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào năm 1945, Tông Khánh Hậu là người con trai cả trong một gia đình có 5 anh em. Gia đình nghèo khó, tuổi thơ của ông là những tháng ngày vô cùng khổ cực. Sau khi chuyển nhà tới Hàng Châu, cha ông không tìm được công việc nên cả gia đình chỉ biết trông chờ vào đồng lương 3 cọc 3 đồng của người mẹ là giáo viên. Cũng vì cái nghèo đeo đuổi nên sau khi tốt nghiệp cấp 2, Tông Khánh Hậu phải nghỉ học và lăn lộn kiếm sống trên các nông trường chè miền núi. Cuối cùng, dưới sự sắp xếp của mẹ, ông trở về Hàng Châu và trở thành công nhân viên trong một xí nghiệp do trường học địa phương quản lý. 33 tuổi, ông chuyển sang làm nhân viên bán hàng cho một công ty hàng tiêu dùng và chờ đợi một cơ hội để bứt phá vì không muốn cứ sống mãi kiếp làm thuê. Tới năm 1963, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Tông Khánh Hậu đến một trang trại ở Chu Sơn để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Năm 1964, ông lại chuyển sang công việc làm nhân viên điều vận ở trang trại Thiệu Hưng, Chiết Giang. Năm 1978, mẹ của Tông Khánh Hậu nghỉ hưu. Ở tuổi 33, Tông Khánh Hậu trở về Hàng Châu để thay mẹ làm nhân viên bán hàng trong một nhà máy sản xuất thùng cắt tông do Công Nông Giáo điều hành. Sau đó, ông lại nhiều lần chuyển công việc giữ các chức vụ khác nhau như quản lý sản xuất và bán hàng, nhân viên bán hàng, quản lý bộ phận phân phối. Khởi nghiệp ở tuổi 42. Trong phòng trưng bày của tập đoàn Kahaha vẫn để một lá thư đã ố vàng. Đó là lá thư bổ nhiệm được ký ngày 6 tháng 4 năm 1987. Năm đó, Tông trở thành trưởng phòng kinh doanh của phòng giáo dục huyện Thượng Thành, thành phố Hàng Châu. Vào thời điểm Tông được bổ nhiệm vào vị trí nghe rất oai, phòng kinh doanh đang ở trong tình trạng nợ nần và đang có nguy cơ bị giải tán. Trong khi đó, sếp của Tông đặt mục tiêu cho trưởng phòng kinh doanh là phải đạt lợi nhuận không thấp hơn 40.000 nhân dân tệ trong năm đầu tiên. Với kinh nghiệm về cửa hàng nước giải khát trong trường học, Tông trở thành ứng cử viên tốt nhất cho vị trí này. Ở tuổi 42, Tông Khánh Hậu đồng ý với lời đề nghị này và cam kết sẽ đem về mức lợi nhuận 100.000 nhân dân tệ trong năm đầu tiên. Ở tuổi tứ thập,
nhiều người Trung Quốc thường tự bằng lòng với một cuộc sống ổn định. Nhưng Tông Khánh Hậu lại chọn khởi đầu một chặng đường mới đầy thử thách. Tông nhớ lại, lá thư bổ nhiệm đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Phòng giáo dục huyện Thượng Thành, thành phố Chiết Giang chọn tôi làm giám đốc phòng kinh doanh. Đây là sân chơi thực tế để tôi thể hiện hết tài năng của mình. Chẳng bao lâu sau khi đảm nhiệm vị trí này, Tông Khánh Hậu bắt đầu đề xuất và thực hiện những bước đi hiệu quả, đưa Qua Hò Hà lên bậc vinh quang lớn. Tông thực hiện một cuộc điều tra trong số 3.000 học sinh ở Hàng Châu, cho thấy gần nửa số học sinh ở đây bị suy dinh dưỡng. Với kết quả khá sốc này, Tông đã hỏi ý kiến của giáo sư Chu Thụ Dân của Phòng Dinh dưỡng Đại học Dược Chiết Giang về việc sản xuất một loại nước giải khát bổ dưỡng cho trẻ em dựa trên các bài thuốc dân gian của Trung Quốc. Tháng 11 năm 1988, Qua Hà Hà giới thiệu sản phẩm nước uống dinh dưỡng đầu tiên của Trung Quốc dành cho trẻ em. Khẩu hiệu uống Qua Hà Hà thưởng thức vị ngon trở nên phổ biến trên khắp đất nước. Vào tháng 4 năm 1989, nhà máy thực phẩm dinh dưỡng trẻ em ở Hàng Châu đã được đặt tên mới là nhà máy thực phẩm dinh dưỡng Qua Hà Hà Hàng Châu, đánh dấu sự khởi đầu của công ty trên thị trường nước giải khát Trung Quốc. Qua Hà Hà có thêm sức mạnh nhờ sự phối hợp với nhà máy thực phẩm dinh dưỡng trẻ em Hàng Châu. Kể từ những năm 1990, tỉnh Chiết Giang đã khuyến khích sự phát triển của kinh tế phi nhà nước. Trong môi trường năng động đó, Qua Hà Hà nhận ra một cơ hội khác để phát triển. Năm 1991, với sự trợ giúp của chính quyền thành phố Hàng Châu, nhà máy dinh dưỡng Qua Hà Hà đã có 100 nhân viên cùng với tài khoản tiền gửi lên đến 60 triệu nhân dân tệ, đã mua lại nhà máy thực phẩm đóng hộp Hàng Châu với giá 80 triệu nhân dân tệ. Vào thời điểm đó, nhà máy thực phẩm đóng hộp Hàng Châu có hơn 2.000 nhân viên và khu vực nhà xưởng rộng 60.000 m2. Nhưng tổng tài sản này vẫn thấp hơn số nợ phải trả của nhà máy. Tập đoàn Qua Hà Hà Hàng Châu chính thức được thành lập. Với lợi thế về sản phẩm, nguồn vốn và mức độ thâm nhập thị trường, chỉ trong 3 tháng, tập đoàn này đã giúp cho phần sản xuất của nhà máy thực phẩm đóng hộp Hàng Châu sinh lợi. Năm sau đó, doanh thu bán hàng và lợi nhuận trước thuế của Qua Hà Hà đã tăng khoảng 100%. Gặp thách thức thì phải thức thời. Khi Qua Hà Hà, một từ trong tiếng Trung Quốc để mô phỏng tiếng cười của trẻ con, tung ra sản phẩm Future Cola, các nhà phân tích không đặt nhiều niềm tin vào sản phẩm này. Nhiều công ty trong nước đã cố gắng bán những loại nước uống giống Coca nhưng đều thất bại. Coke và Pepsi gần như là đỉnh cao không thể vượt qua. Mục tiêu cạnh tranh với Coke và Pepsi của chúng tôi được xem như trứng chọi với đá, Tông Khánh Hậu thừa nhận. Qua Hà Hà đã phải mất đến một năm để phát triển loại nước uống cola của riêng mình, sản xuất một loại nước uống gần với Pepsi hơn là Coke. Họ đặt tên là Future Cola. Cola tương lai với hàm ý một loại nước uống đặc biệt, đóng gói màu đỏ với phông chữ khá giống kiểu chữ của Coke. Thế nhưng, sự ra đời của sản phẩm Future Cola đã đánh dấu một mốc lớn trong lịch sử của Qua Hà Hà. Hai hãng nước giải khát có tuổi đời hàng thế kỷ là Coca-Cola và Pepsi cũng là những người dẫn đường trên thị trường nước giải khát thế giới, đã đến Trung Quốc vào thập niên 1970 và sau đó chiếm lĩnh được 50% thị phần của thị trường nước giải khát nước này. Tuy nhiên, Tông Khánh Hậu đã nhìn thấy cơ hội mới khi ông nhận ra rằng hai gã khổng lồ này đã bỏ qua thị trường nông thôn của Trung Quốc. Năm 1998, Qua Hà Hà cho ra mắt sản phẩm Future Cola để cạnh tranh trực tiếp với Coke và Pepsi. Với giá thấp và chính sách phân phối ưu đãi, Qua Hà Hà đã bán được 620.000 tấn Future Cola vào năm 2002, chiếm 12% thị phần nước giải khát có ga. Mức thị phần này gần với thị phần của Pepsi ở Trung Quốc. Trong khi Coke và Pepsi đã chiếm lĩnh thị trường thành phố của Trung Quốc, thì Future Cola lại chi phối thị trường nông thôn của nước này. Ngày nay, Qua Hà Hà được xếp vào danh sách 500 doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu Trung Quốc xét về lợi nhuận trước thuế. Tôi là một người bình thường sống trong một giai đoạn chuyển đổi của đất nước và nền kinh tế, Tông nói. Mặc dù không được học hành bài bản, bù lại Tông Khánh Hậu lại sở hữu bản năng kinh doanh nhạy bén. Ông đã nghĩ rằng việc sử dụng vốn quốc tế có thể là cách tốt nhất để xây dựng một doanh nghiệp tầm cỡ thế giới. Vì vậy, Tông đã bán 51% cổ phần của 5 nhà máy có khả năng sinh lợi nhất cho tập đoàn nước giải khát Daquan của Pháp và công ty BNP Paribas Perrin. Sau khi bán cổ phần,
Tống Khánh Hậu vẫn tiếp tục nắm giữ vị trí lãnh đạo của liên doanh này. Ông vẫn giữ thương hiệu này, tên của chủ tịch tập đoàn và đảm bảo rằng mức lương hưu của các cựu nhân viên và vị trí của các nhân viên hơn 45 tuổi vẫn giữ như cũ. Đây chính là một sự kiện cho thấy tính thức thời trong tư duy kinh doanh của ông. Chăm chỉ là chìa khóa duy nhất giúp người nghèo thoát nghèo. Câu chuyện năm 1991, Tống Khánh Hậu huy động 236 triệu nhân dân tệ để sáp nhập nhà máy đồ hộp Hàng Châu và thành lập nên tập đoàn thực phẩm Kohaha, đã chứng minh sự chăm chỉ của vị tỷ phú hàng đầu Trung Quốc này. Lúc này, do thiếu kinh nghiệm trong quản lý dự án, dòng tiền trở thành vấn đề. Việc xây dựng và kinh doanh gặp nhiều trì trệ trong nhiều năm. Ông đã thử chuyển đổi từ việc chỉ kinh doanh thức uống có lợi cho sức khỏe sang các sản phẩm khác. Tuy nhiên, gặp liên tiếp thất bại. Năm 1994, Kohaha tham gia đàm phán cùng Danone để nhận vốn tài trợ. Họ nhắm vào thị trường nước đóng chai, sản phẩm nước tinh khiết Kohaha ra đời và công ty đã thực sự biến nó thành con gà đẻ trứng vàng trong suốt một thời gian dài. Nhiều nhà kinh tế từng nhận định rằng đây chính là viên gạch quan trọng nhất để Tống Khánh Hậu xây dựng đế chế kinh doanh khổng lồ như ngày nay. 3 năm tiếp theo, Kohaha liên tục mở rộng thêm 40 công ty tại 22 thành phố cấp tỉnh khác nhau, biến nó thành một trong những công ty đồ uống lớn nhất ở Trung Quốc. Trong suốt 2 thập kỷ rưỡi kể từ khi thành lập, việc kinh doanh của ông ngày càng phát đạt. Vào thời kỳ Trung Quốc tăng trưởng phi mã với tốc độ GDP mở rộng trên 10% mỗi năm, công ty Kohaha của ông Tống đã thu hút lượng khách lớn nhờ việc tầng lớp nghèo ngày càng khấm khá. Tới năm 2011, Kohaha đã có doanh thu 11 tỷ đô la Mỹ, chiếm thị phần thứ 3 về đồ uống tại Trung Quốc, đứng sau Coca-Cola và thương hiệu Tinsy của Hồng Kông. Như vậy, năm 2012, Tống Khánh Hậu đã trở thành một tỷ phú thành đạt, là ông trùm ngành nước giải khát và cũng là người giàu nhất tại Trung Quốc đại lục ở độ tuổi 67. Vào thời điểm ấy, tài sản của ông được Bloomberg định giá ở 20,1 tỷ đô la Mỹ, giàu thứ 30 trên thế giới. Năm 2013, ông được vinh danh doanh nhân tư nhân có đóng góp xuất sắc cho nền công nghiệp quốc gia. Để đạt được kết quả như vậy, không thể không nói đến sự tận tụy của ông Tống Khánh Hậu để hoàn thành trách nhiệm ngay từ ngày đầu khởi nghiệp. Tinh thần cống hiến hết mình cho công việc của ông đã trở thành một huyền thoại. Tuy có quy mô lên tới khoảng 30.000 nhân viên, nhưng ông Tống vẫn đích thân xem xét từng khoản chi phí định kỳ, bao gồm cả những lợi ích xung quanh việc áp dụng chính sách mới, thay đổi lề thói cũ, giúp hạn chế được việc lãng phí, quét sạch thói tham ô, lạm dụng chức quyền trong tập đoàn. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn với tờ Bloomberg, ông Tống cho biết, khi còn nghèo, tôi phải tìm cách vươn lên. Những kinh nghiệm đó giờ đây vẫn còn giúp ích tôi rất nhiều. Đó chính là lý do mà ông luôn thể hiện thái độ chăm chỉ và cầu toàn hết mực trong công việc. Ông cho rằng làm việc chăm chỉ là chìa khóa duy nhất giúp bản thân những người nghèo tự thoát nghèo. Muốn cải thiện cuộc sống, bạn có thể làm việc hết mình. Người duy nhất có thể giúp bạn chỉ có chính bạn mà thôi. Ông Tống cũng áp dụng phương thức này trong những hoạt động từ thiện của mình. Ông tâm niệm, thay vì cho người khác tiền để họ chi tiêu, nghèo lại hoàn nghèo, thì hãy khuyến khích mọi người chăm chỉ làm thật tốt công việc của bản thân. Hãy cho họ cần câu và dạy cách câu cá hơn là cho họ con cá. Đây chính là lý do đem tới thành công cho người đàn ông liên tục lọt top danh sách 400 người giàu của Forbes Trung Quốc năm 2020 với khối tài sản 56,72 tỷ nhân dân tệ. Đồng thời, cái tên Tống Khánh Hậu cũng đứng thứ 196 trong top 500 nhân vật thương hiệu hàng đầu Trung Quốc năm 2020. Giàu có nhưng không hoang phí. Trước đó, báo chí từng đưa tin, dù đã trở thành tỷ phú đô la, Tống Khánh Hậu chỉ tiêu 20 đô la mỗi ngày, với thu vui chỉ là hút thuốc và uống trà. Ai cũng biết, ông là một người nghiện công việc và giải thoại bất cứ mua sắm thứ gì cho văn phòng, kể cả mua một cây chổi, đều phải trình ông duyệt. Ông Tống rất đạm bạc, ba bữa hàng ngày đều dùng tại nhà ăn của công ty. Các nhân viên tại Kohaha mô tả về ống chủ của họ như thế. Ông Tống Khánh Hậu nổi tiếng là người sống rất giản dị, không theo đuổi phong cách sang trọng, xa hoa như một số tỷ phú khác. Ông hiếm khi chi nhiều tiền để mua quần áo, cho rằng
dùng điện thoại loại nghe gọi với giá tầm 1.000 nhân dân tệ, 147 đô la Mỹ là được. Chi tiêu hàng năm chưa bao giờ vượt quá 50.000 nhân dân tệ, là khoảng hơn 7.300 đô la. Tống Khánh Hậu chia sẻ, tôi sống như thế đã quen rồi. Thổi hàng vi, bữa no bữa đói, khi bắt đầu làm ăn cũng từng chịu không ít khổ cực. Từng đồng tiền có được đều do tôi vất vả và làm ra, nhưng tôi không thích chi tiêu quá thoải mái. Chuyện tiêu xài của ông chủ Tông cũng trở thành một giai thoại trong công ty và trong giới doanh nghiệp. Ông từng phát biểu, công việc duy nhất của tôi là nghiên cứu thị trường. Thú vui duy nhất của tôi là hút thuốc và uống trà Liêm Tông. Mỗi lần đi công tác, tỷ phú Tông Khánh Hậu cũng chi tiêu rất ít tiền. Việc ngủ nghỉ sẽ diễn ra tại trụ sở chính của công ty đặt tại Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, thay vì khách sạn hạng sang. Ngay cả vợ và con gái của ông cũng làm việc trong công ty và đôi khi ông còn ngủ lại trong tòa nhà văn phòng. Tỷ phú này cũng thừa nhận tiền đều là do bản thân vất vả kiếm ra được, nhưng lại không phải là người biết tiêu tiền và hưởng thụ. Nói về lối sống giản dị của mình, ông cho biết, tiết kiệm tiền và làm việc chăm chỉ là châm ngôn sống của tôi và luôn khẳng định là một công dân bình thường. Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, sống nửa đời trong khổ cực, nên ông chưa bao giờ quên xuất phát của bản thân và luôn trở về đúng với bản chất nguyên sơ của mình. Tôi đã sống trong nghèo khó từ khi còn nhỏ, tôi thậm chí không học cấp 2. Vì vậy, mặc dù tôi quản lý một doanh nghiệp lớn, tôi vẫn cảm thấy mình phải học hỏi thêm rất nhiều. Quý vị thân mến, Quahaha hiện là công ty nước giải khát lớn nhất Trung Quốc. Câu chuyện khởi nghiệp của Tông Khánh Hậu, ông chủ tập đoàn này, có lẽ đã khiến nhiều người ngạc nhiên và nể phục. Vậy mới thấy rằng, có lẽ xuất thân của bạn có ra sao thì mỗi người chúng ta cũng đều có quyền và hãy không ngừng nỗ lực, học hỏi tinh thần không ngừng trau dồi học hỏi từ vị tỷ phú hàng đầu Trung Quốc. Mong rằng, mỗi người đều có những bài học cho riêng mình để gây dựng sự nghiệp thành công quý vị nhé. Còn bây giờ, chương trình của Bí quyết thành công cũng đã tới hồi kết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết thành công chia sẻ, hãy đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích hơn nữa. Và nếu bạn muốn Bí quyết thành công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.